Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Và cũng chào mừng mọi người đến với chuyên mục mới được lấy cảm hứng từ game Ark Survival Evolved. Trong suốt thời gian làm video trên YouTube vừa qua thì Dynoman nhận thấy rất nhiều những người theo dõi các video của mình là game thủ từ game Ark, và nhiều gợi ý chủ đề từ các bạn chính là về các sinh vật xuất hiện trong tựa game này. Mặc dù chưa có điều kiện để chơi Ark như các bạn, nhưng tôi cũng từng là một game thủ kinh qua rất nhiều trò chơi, nên nói đến chủ đề game cũng là một điều mà tôi rất yêu thích. Vậy nên, thể theo yêu cầu của các bạn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyên mục mới có tên là Ark vs Thực tế. Trong đó tôi sẽ giới thiệu và so sánh những sinh vật trong game với những phiên bản thực tế của chúng ngoài đời thật để xem chúng giống và khác nhau như thế nào. Và gương mặt đầu tiên lên thớt chính là gã khổng lồ Titanosaur, pháo đài di động trong Ark. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Xin lưu ý, vì không phải là người chơi game Ark dù rất muốn, nên những nội dung liên quan đến game sẽ được Dynoman nghiên cứu và tổng hợp từ các thông tin trên mạng cũng như các video in-game trên YouTube. Nếu có gì sai sót thì mong các bạn game thủ chân chính lên tiếng góp ý và chỉnh sửa nha. Titanosaur, một trong những sinh vật lớn nhất trong game Ark. Theo trang fandom của Ark thì kích thước của Titanosaur chỉ thua kém những con boss như các Titans, Rockwell hay một trong những sinh vật Alpha là sâu tử thần, Alpha Deathworm. Nó cũng là con khủng long lớn nhất trong game, vượt xa cả những gương mặt xếp sau nó về kích thước là Brontosaurus và Giganotosaurus. Người chơi thậm chí còn có thể thấy nó hiện ra từ xa trước cả những tài nguyên, cây cối hay động vật khác. Nó cũng là con khủng long có chỉ số Health và Stamina cao nhất, trong đó Health là 230.000, gấp gần 3 lần Giganotosaurus, và Stamina là 2.000. Mặc dù cực kỳ to lớn và sở hữu chỉ số khủng, nhưng Titanosaur được đánh giá là khá hiền hòa, kể cả khi bạn muốn cưới nó thì cũng không thành vấn đề. Chúng chỉ trở nên nguy hiểm khi bị tấn công, và ngay cả những lần tấn công yếu nhất của Titanosaur cũng gây nên những thiệt hại nặng nề mà không trang thiết bị nào có thể chống chịu được lâu. Bạn cũng có thể thần hóa Titanosaur, nhưng cũng không thể chinh phục được nó hoàn toàn, bởi con vật này sẽ chọn cái chết vì đói thay vì sống cả đời trong cảnh nô dịch. Ngoài ra thì một điểm đáng chú ý nữa là sự khổng lồ của con khủng long này cho phép bạn có thể xây cả một căn cứ trên lưng của nó. Vậy thì Titanosaur trong game với thực tế giống và khác nhau ở điểm nào? Trước hết, cái tên Titanosaur không phải danh pháp riêng của bất kỳ loài khủng long nào. Titanosaur trong tiếng Anh là tên gọi chung của tất cả các loài nằm trong một nhánh khủng long sauropod, gọi là Titanosauria, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là khủng long hộ pháp. Thật ra thì trong lịch sử đã từng tồn tại một danh pháp khủng long là Titanosaurus, được gán cho các hóa thạch khủng long to lớn được tìm thấy tại Ấn Độ vào khoảng năm 1877, cũng là danh pháp khủng long đầu tiên của Ấn Độ. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho ra các hóa thạch thuộc chi Titanosaurus không thể phân biệt rõ ràng với hóa thạch của các khủng long khác có quan hệ họ hàng với chúng, vì thế tính hợp lệ của Titanosaurus đã bị hủy bỏ vào năm 2003. Chớ trêu thay, dù danh pháp Titanosaurus bị nghi ngờ và hủy bỏ tính hợp lệ, thì nó vẫn trở thành chi điển hình cho một nhánh khủng long quan trọng, đó chính là Titanosauria. Nhánh này gồm những loài sauropod lớn nhất thế giới, chẳng như Argentinosaurus, Patagon Titan hay mới đây nhất là Chucarosaurus và Bustin Gory Titan. Argentinosaurus vốn thường được cho là Titanosaur lớn nhất với chiều dài lên đến 35, thậm chí là 40m và cân nặng khoảng từ 65 cho đến 80 tấn. Mặc dù vậy thì trong nhánh Titanosauria cũng có những loài có kích thước không to lớn cho lắm, thậm chí có thể nói là nhỏ, chẳng như loài Titanomachia Jimenezi vừa được khám phá, chỉ dài khoảng 6m và nặng chỉ đến 8 tấn. Một điểm khác biệt giữa Titanosaur trong game và các Titanosaur ngoài đời, đó là trong khi Titanosaur trong game khá đơn độc, sống một mình và mỗi map The Island chỉ có thể xuất hiện cùng lúc 3 con, thì các loài Titanosaur được các nhà khoa học cho là có lối sống bầy đàn đông đúc, thậm chí có cả cơ cấu xã hội, tranh chấp giữa các thành viên trong đàn giống như những gì chúng ta thấy ở đoạn phim về khủng long Rhinoceros, một loài Titanosaur tiêu biểu khác trong phim tài liệu Prehistoric Planet. Có thể nói, không riêng một loài nào mà toàn bộ các Titanosaur ngoài đời có thể là nguồn cảm hứng cho Titanosaur trong Ark. Trong Ark thậm chí họ còn đẩy kích thước của Titanosaur lên gấp nhiều lần so với Titanosaur thực tế lớn nhất ở Argentinosaurus, khi Titanosaur trong game dài đến 124,5m và cân nặng có thể từ 1.540 đến 2.969 tấn. Chúng ta hoàn toàn có thể xếp Titanosaur trong Ark là một kaiju, tương đương với Godzilla hay Kong trong vũ trụ Monsterverse. Dù ở trong game hay ngoài đời, kích thước vẫn là vũ khí hiệu quả nhất của các Titanosaur. Một con Argentinosaurus full size sẽ không thể bị đe dọa bởi ngay cả những kẻ ăn thịt lớn nhất sống cùng thời với nó, chẳng như Mapusaurus hay Meraxes.
Titanosaur là những con sauropod cuối cùng còn hiện diện trên trái đất vào thời điểm sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận xảy ra. Chúng có phạm vi phân bố rộng khắp trên toàn thế giới, hiện diện trên mọi châu lục, thậm chí là cả Nam Cực cũng có. Ngay bên cạnh Việt Nam, loài khủng long sauropod duy nhất của Lào là Tangvayosaurus hofeti cũng có thể được xếp vào nhánh khủng long này. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về khủng long Titanosaur trong game Ark cũng như các loài khủng long Titanosauria thực tế. Hy vọng là video này đã giúp giải đáp thắc mắc của các bạn game thủ bấy lâu nay về Titanosaur. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi các video mới trong tương lai các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mẹ Khủng Long TV.